Nam Đông lên tiếp cả nhà con xe hai cầu ấy. Hai cầu bên đây thắng hơi lốp đôi này à. Thùng dài 3,5 m ấy. Dưới rộng 2 m, lòng thùng là 1,1 m này, thùng thành đẹp, cầu 5 tấn thắng hơi, nhíp 2 tầng, nhíp phụ, nhíp đôi nhé, lúc đôi, giá 105 triệu. Máy 30 răng nông đèn. Trước lớp mới nhé. Mâm dày SRC 164. Hộp côn nhông. Bơm hơi. Bốt Hyundai. Đèn đó mới thay nhé. Cặp bóng led này. Hai bên. Bốt Hyundai. Số giá nhé, cái bụng. Cáp còn được. Đây là đề Kia này nhé. Trước hai bên lúc mới, mầm dày. Lại lớn. Chất thập lớn luôn. Chassis dưới là U12, ốp thêm cái V10 dưới nhé. Sau khi tới sau luôn. Bình đời là bình 150, Đồng Nai. Mới. Số chiến thắng. Đứng tay đứng chân còn đủ hết nhé. Dựa lưng giúp gỗ bằng ống hết. Thùng đồ nghề. Xe đây là U10 ốp đôi. Dưới đây là I12, ốp thêm cây V10 ngoài. Trong đây là U12, ốp thêm một tấm, một phần rưỡi đây nhá. Tới trước đi. Bên 2T, bên là khô giáo, dưới đây là V10. Lốp dép nó đẹp. Thành thì thắng. Là thùng đẹp lắm. Sau này nó làm ống. Lên đề cái máy. Đây máy thử bốt rồi. Dài 3,5 m, rộng phục bì 2 m. Lòng thùng 1,1 m, máy 33. Thử bốt rồi em. Bốt đồ nhẹ. Hạ thùng chạy bãi luôn. Đang mua bán nhà lô em nhé. 038-45-45 chứ là 1. Giờ lô 98-7-1-4-3-2. Xem xe trực tiếp tiện tương lai nhé. Xe chạy nhẹ nhàng lắm nhé. Ok.